vị cụ hay là bậc trưởng lão ở chư tăng ở Việt Nam hay là ở nước ngoài cũng vậy, thì vị đó gọi là sư trưởng, là sư cậu của sư Giác Đẳng và của sư Tuệ Siêu. Vì sư trưởng là cũng như là cùng thời với là sư ngài Tịnh Sự, tức là hòa thượng Tịnh Sự với hòa thượng sư Giác Chánh, có tên là ngài Sắc Chánh, mà lúc có cái ngài có con nít nữa là Thích Hoằng Pháp. Mà Nguyên Thông hồi gặp ngài đó là Nguyên Thông chưa đi xuất gia, lúc đó Nguyên Thông còn cái nít là Hạ Nhân Không Sao. Thì ngài mới hỏi Hạ Nhân Không Sao là gì, thế con mới nói là con là kẻ hạ nhân, người hạ cấp, rồi ai muốn giết cũng được, mà muốn chửi cũng được, muốn đánh cũng được, thì không có sao, con không có phản đối. Thì cái nghĩa đó nó như vậy đó. Rồi sau này con đi tu rồi trải qua nhiều cái chùa, từ chùa Bửu Long ở Biên Hòa, Thủ Đức Biên Hòa đó, con từ Mỹ về, tại vì con quen sư Liễu Pháp, rồi học hỏi, rồi cái đi theo sư Liễu Pháp lên chùa Bửu Long thì gặp sư Viên Minh, thì ngài đàng hoàng, hòa thượng Viên Minh ngài giảng pháp, thì con thấy pháp ngài bạn giảng nó rất siêu đẳng, thì con mới về, con mới nói với bà bạn con là nói con gặp người xứng đáng để mà mình theo học, thì con xuất gia với ngài với Sa Di, mà học 1 năm 2 năm ở Bửu Long đó. Thì cộng sản nó bắt là phải 3 tháng phải trình diện nó, trong khi mình có cái visa là 5 năm, mà nó bắt mình có tháng trình diện đó, mà từ Biên Hòa mình về Sài Gòn mình ở đó đâu có xa hơi Việt Nam đâu, phải thuê người làm vậy đó mới là. Rồi cái xin tu ở Mỹ thì về Mỹ tu, thì ở Mỹ có một vị tên là sư Pháp Nhẫn trụ trì chùa Liên Hoa ở Dallas. Ở Houston cũng có một chùa Liên Hoa nữa là sư Quyền Việt đó. Thành ra thì Nguyên Thông có duyên sống với hòa thượng Pháp Nhẫn 1 2 năm ở ở Liên Hoa, ở Dallas, và vài tháng ở chùa Đạo Quang với sư Tịnh Đức, hòa thượng Tịnh Đức, rồi 1 năm 2 năm với hòa thượng Quyền Việt, và sau đó thì ở với sư phụ Giác Đẳng thì 5 6 năm. Thì khi mà ở với sư làm tu ở chỗ chùa sư Giác Đẳng, chùa Pháp Luân đó, thì mà thì biết là sư Giác Đẳng là có người cậu là sư Giác Chánh, mà có cái người ta gọi là sư trưởng, tức là trưởng của tất cả những vị hòa thượng của nhóm bên Việt Nam đó đó. Thì một lúc mà sư Nguyên Thông con có tiếp xúc với ngài, thì ngài có cái nick là Thích Hoằng Pháp đó. Thì ngày hôm qua sư phụ Giác Đẳng cho biết là ngài đã trút hơi thở cuối cùng rồi. Thì cái lớp Phật Pháp Buddha Dhamma đó thì để ra 7 ngày để tán thán công đức của ngài, rồi tụng kinh hồi hướng cho ngài đó. Thì hôm rày đang học về Vi Diệu Pháp bị 1 tuần lễ và hết hết là 2 ngày rồi, còn 5 ngày nữa. Thì đó là những điều mà con biết về cái một nick tên là Thích Hoằng Pháp, mà có cái pháp danh là Giác Chánh, mà người đó là cậu ruột của sư phụ Giác Đẳng và sư bá Tuệ Siêu, và người rất là giỏi về vi diệu pháp, có thể nói vi diệu pháp đem về Việt Nam do hòa thượng Tịnh Sự là cái người có thể như là giỏi về vi diệu pháp, rồi về đây truyền lại thì có ngài Giác Chánh, rồi Giác Chánh dạy lại sư bá Tự Siêu và sư phụ Giác Đẳng, và sau đó sư bá Tự Siêu lại dạy lại một số như là sư phụ Pháp Tân, sư phụ Tự Quyền, sư phụ
Pháp Đăng, sư phụ Pháp Tính vân vân, thì đó là những điều mà con biết về cái tin mà sư phụ tham dự nói. Rồi bây giờ thưa sư phụ, là sư phụ muốn con đọc và tin. Dạ dạ Như con bắt đầu và đọc kinh dân hương. Ime hi diya paupa di sakare bua thang đam mang sang khang a phi pu cha ya mi ma ta pi ta di năng guna vang ta nan cha me hang cha di gara tang a tha ya hi ta ya sukha ya. Trước Tam Bảo Quy Linh tối thượng đèn trầm hương tâm nguyện chí thành, cầu cho pháp giới chúng sanh khắp cùng ba cõi muôn phần phước duyên, mãi tấn qua trên đường thiện nghiệp, mãi vun bồi hạnh phúc vô dư, liên qua nợ khắp biển từ trần xa vô nhiễm quyển hư đoạn lìa. Bù chê mi bùa thăng cú su mê na nê na pu nhê na mê tê na cha hô tu mộc khăn bằng mi la gia ti gia tha y đăng mê ca vô ta tha gia ti vi na sa pha văn cú chê mi đa măng cú su mê na nê na pu nhê na mê tê na cha hô tu mộc khăn bồ phăng mi la gia ti gia tha y đăng mê ca vô ta tha gia tỳ vi na sa pha văn pu chê mi sang gan cu su mê na nê na pu nhê na mê tê na cha hô tu mộc khăn bồ phăng mi la gia thì gia tha y đăng mê ca vô ta gia thì vi na sa pha văn dân qua cúng dường Phật bậc thương xót muôn loài dân qua cúng dường Pháp đạo nhiệm màu cứu khổ dân qua cúng dường tăng ruộng phước không gì bằng hoa tươi đẹp sẽ tàn thân giả hộp sẽ tan nguyện tu mau chứng đạt quả chân thường giải thoát nam mô bút tha giá Nam mô Thẩm Ma Gia, Nam mô Sam Kha Gia, Nam mô Thập Phương Tam Thế Phật Bảo, Nam mô Thập Phương Tam Thế Pháp Bảo, Nam mô Thập Phương Tam Thế Tăng Bảo. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa.
cúi đầu đảnh lễ đấng từ tôn. Bậc chánh biến tri đang cúng dường, con nguyện thân tâm thường thanh tịnh, làm lành lánh giữ lợi quần sanh. Bùa đăng sa ra năng gà cha mi đàm măng sa ra năng gà cha mi sang gà hăng sa ra năng gà cha mi đưa ti dâm bê bùa đăng sa ra năng gà cha mi đưa ti dâm bê đàm măng sa ra năng gà Gà cha mi đưa ti dâm bi sang gà hăng sa ra năng gà cha mi ta ti dâm bi bùa đà hăng sa ra năng gà cha mi ta ti dâm bi đàm măng sa ra năng gà cha mi ta ti dâm bi sang gà hăng sa ra năng gà cha mi Iti piso bhagava arahang samma sambuddho vicca charana sampanno sugato lokavido anuttaro purisa dhamma sarati sakthade vamanusanang buddho bhagava tisvakato bhagavata dhammo sandhitiko akaliko ehi Pasiko o apanajiko pa chak tang ve di tap bo vin nhu hi ti supati pan no va phagavato sa va ca sang kho uchupati pan no va phagavato sa va ca sang kho nya ya pati pan no va phagavato sa va ca sang kho sa me ya chi pati pan no va phagavato sa va ca sang kho Yadi dang chak tari purisa juga ne atha purisa puagala e sa bhagavato sa vaka sangko ahune yo pahune yo dakine yo angcari karani yo anuttarang punya ketang loka sati banda mi ceti yang sabang sabatane supati titang sari rikata tu maha bodhin darupang sakalang sada nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt mà thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả tân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đấng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước nghiệp vô thượng trong đời. Con sẽ đọc kinh hạnh phúc và kinh từ bi rồi sau đó con trao lại mai là cho đạo tràng để quý vị có thể xin giới. Kinh hạnh phúc Mangala Sutta. Ê văn mê su tăng ê căng sa ma văn pha ga hoa sa hoa thi văn vi ha ra thi chê ta va nê a na tha piên đi ca sa ra mê a tha khu anh nhà tha ra đê va ta a phi căng ta ya ra thi ya a phi căng ta va na kê ba la ca băng đê ta va năng a pha se toa ye na pha ga hoa te nu pa sang ka mi u pa sang ka mi toa pha ga hoang tăng a phi va đê toa ê ca măng ta tăng a tha sĩ e ca măng tăng thi ta khổ sa đề ba ta pha ga qua tâm ga tha ya a tha pha si ba hu đề ba ma nu sa cha măng ga la ni a chín ta dun a căng ca ma na so tha năng pru hi măng ga la mu ta măng a si ba na cha ba la năng tăng di ta năng cha se va na pu cha cha pu cha ni ya nang e tang mang ga la mu ta mang pa ti ru pa de sa va so cha bu be cha ka ta pu nya ta a tha sam ma pa ni ti cha e tang mang ga la mu ta mang ba hu sak chang cha si pang cha vi na yo cha chu si ki to su pha chi ta cha ya va cha e tang mang ga la mu ta mang ma ta pi tu pa tha nang pu ta da ra sa sang ga
anakula cha kammang ta etang mangalamu tamang danan cha dhammacariya cha nyatakanan cha sangho anavacha nikammam ne etang mangalamu tamang arati virati papama cha pana cha sanyamo appamado cha dhamme su etang mangalamu tamang garavo cha nivato cha sang tu thi cha ca tan nhu ta ca lê na tham ma sa va năng e tăng măng ca la mu ta măng khẳng ti cha su va cha sa ta sa ma na năng cha đa sa năng ca lê na tham ma sa ca cha e tăng măng ca la mu ta măng tapo cha prap ma cha ri yan cha ari ya sak cha na đa sa năng ni ba na sa chi ki ri ya cha e tăng măng ca la mu ta măng phu tha sa lo tha tham me hi chi tăng ya sa na kam pa ti ya so kang vi ra chang khe măng e tăng măng ca la mu ta măng ê ta đi sa ni ca to na sa pa tha ma pa ra chi ta sa pa tha so tin ga chăng chi tăng tê sang măng ga la mu ta măng ti kinh từ bi ca ni ri ya met ta xuất tác ga ra ni ya mắt tha ku sa lê na yang tăng san tăng pa đăng a phi sa mét cha sa cô u chu cha su chu cha su pa chu cha sa mu du a na thi ma ni sang thu sa cô cha su pa ro cha ba ki cho cha sa la hu ka vu ti san tiên tri vô cha ni pa ko cha ba ga pho ku le su ana nu kiến thô na cha khu đăng sa ma cha re kinh chi ye na vi nhu pa re up pa va de yum su khi no va ke mi no hôn tu sap de sa ta pa văn tu su khi ta ta ye ke chi pa na phu ta chi ta sa va tha va ra va na va se sa di kha va ye ma hằng ta va ma chi ma ra sa ka anu ka thu la di tha va ye cha di tha ye cha du re va sam ti a vi du re phu ta va sam pa ve si va sa be sa ta và văn tu su ki ta ta na pa ro pa răng ni cup bê tha na ti man nha tha kat tha chi năng kiên chi vya ro sa na pa ti ga san nha nan nha man nha sa du kha mi che và ma ta ya ta ni yang bu tăng a du sai e ka pu ta ma nu rắc khe e vam bi sa ba phu te su ma na sang pha va ye a pa ri ma năng me tan cha sa ba lo ka sim ma na sang pha ba ye aparimanang ước thăng a thô cha chi ri danh cha a sam ba đăng a vệ răng a sa ba tăng tiệt thanh cha răng ni xiển nô va sa dạ nô va gia va tha sa biết ga tha miết thô ê tăng sa tin a đi thay và phát ma mê tăng vi ha răng y tha ma hu điếc thiên chi anu pa gam ma si la va đa sa nê na sam pan nô ca mê su vi nê ye ge thăng nay cha tu gấp pha se văn phù na rê ti ti. Kính thưa sư phụ và đạo tràng, con đã đọc xong hai bài kinh chánh là kinh hạnh phúc Mangala Sutta và kinh từ bi Karaniya Metta Sutta. Bây giờ con xin trao mãi lại cho đạo tràng để quý vị nào có chuẩn bị được xin giới, rồi sau đó thì chờ vị giảng sư trong ngày sẽ vào rồi chúng ta sẽ học. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin trao mãi lại cho đạo tràng và chân thành tri ân chư vị đã lắng tai nghe. Dạ, mô Phật. Cảm ơn sư Nguyên Thông rất nhiều. Sau đây sư cũng đọc một bài kinh để hồi hướng phước báo đến cho ngài, cho hòa thượng Thích Hồng Pháp. Thế Tôn là dạy tỏ tường năm điều quán tưởng phải thường xét ra. Ta đây phải có sự già, thế nào tránh thoát lúc qua canh tàn. Ta đây bệnh tật phải mang, thế nào tránh thoát đặng an mạnh lành. Ta đây sự chết sẵn dành, thế nào tránh thoát tử sanh đến kỳ. Ta đây phải chịu phân ly, nhân vật quý mến. Ta đi biệt mà, ta đi với nghiệp của ta, dù cho tốt xấu tạo ra tự mình,
theo ta như bóng theo hình, ta thọ quả báo phân minh kết thành. Thế Tôn là dạy tỏ tường, năm điều quán tưởng phải thường xét ra, ta đây phải có sự già, thế nào tránh thoát lúc qua canh tàn, ta đây bệnh tật phải mang, thế nào tránh thoát đặng an mạnh lành, ta đây sự chết sẵn dành, thế nào tránh thoát tử sanh đến kỳ, ta đây phải chịu phân ly, nhân vật quý mến ta đi biệt mà, ta đi với nghiệp của ta, dù cho tốt xấu tạo ra tự mình, theo ta như bóng theo hình, ta thọ quả báo phân minh kết thành. Các pháp hữu vi thật không bền vững, nó có tánh sanh diệt là thường. Vì nhân sanh rồi diệt, diệt rồi sanh, nên thường hay có sự khổ não. Chỉ có niết bàn là pháp tịch diệt, dứt các pháp hữu vi ấy được mới có sự an vui tuyệt đối. Các pháp hữu vi thật không bền vững, nó có tánh sanh diệt là thường. Vì nhân sanh rồi diệt, diệt rồi sanh, nên thường hay có sự khổ não. Chỉ có niết bàn là pháp tịch diệt, dứt các pháp hữu vi ấy được mới có sự an vui tuyệt đối. Dân hoa cũng đến Phật Đà, nguyện mau giải thoát sanh già khổ đau. Hoa tươi nhưng sẽ úa sầu, xác thân tư đại khỏi sao điêu tàn. Dân hoa cũng đến Đạt Ma, nguyện mau giải thoát sanh già khổ đau. Hoa tươi nhưng sẽ úa sầu, xác thân tư đại khỏi sao điêu tàn. Dân hoa cũng đến tăng già, nguyện mau giải thoát sanh già khổ đau. Hoa tươi nhưng sẽ úa sầu, xác thân tư đại khỏi sao điêu tàn. Sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến cho hương linh của Hòa Thượng Thích Hoằng Pháp. Mong Hòa Thượng, mong hương linh sau khi thọ hưởng phước báo này thì được tăng phúc, tăng thọ, được siêu sanh về nơi nhàn cảnh lần thứ nhì, lần thứ ba. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta có một cái tin buồn, đó là Hòa Thượng Thích Hoằng Pháp đã qua đời ở Việt Nam. Rất là hoan hỷ nghe Tỳ Kheo Nguyên Thông đọc kinh cầu siêu cho Ngài. Bây giờ tới phần thọ tam quy và ngũ giới. Sau đây mời một vị thọ tam quy ngũ giới nha. Rồi thỉnh sư Nguyên Thông truyền giới ạ. Mời Thi Lâm được không? Đúng rồi, có cô Lạc Lê. Mời cô Lạc Lê, nhanh nhanh tay quá. Rồi, cảm ơn. Xong khi mà tới truyền tam quy ngũ giới xong cái thấy pháp sư đến đó, rồi thỉnh pháp sư luôn nha. Dạ, một Phật. Dạ, Nam mô Bố Tha Giá, Nam mô Tâm Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, cho con hỏi là âm thanh con có nghe rõ không ạ? Con Huệ Ngọc, dạ con cảm ơn thiền sư Minh Tâm. Dạ, dạ kính mời tất cả Phật tử cùng tâm phương chúng ta nghiêng về ba ngôi tam bảo để cùng nhau chuyên giới. Ukha samay te quy sung quy sung rakhana tha e na saha pay chắc gia cha mắt. Bạch Ngài, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới với nơi tâm để vân giữ hành theo cho được sự lợi ích. Đức ma dâm văn tê quy sung rắc khá na thà giá tí sá ra nê na sá ha bành chá si la
mắt thọ thì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vân giữ hành theo cho được sự lợi ích lần thứ nhì. Ta ti dầm bị ma dầm phần tề quy sùng rắc khá na thà ya ti ra sa rê na sa ha bành ya si la mắt. Họ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để văn giữ hành theo cho được sự lợi ích lần thứ ba. Dạ con kính thỉnh Đại Đức Thanh Tâm con hỷ từ trì quy và ngũ giới cho hàng Phật tử chúng con. Và kế tiếp con xin nhường mic lại để kính dâng lại sư ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, tuân lệnh sư phụ Thanh Tâm. Con xin được trao truyền quy giới cho chư Phật tử có mặt trung trung. Nam mô Tassa Phagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Phagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Phagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phá Gá Qua đó. Ngài là bậc A-Rang cao thượng, chứng được quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phá Gá Qua đó. Ngài là bậc A-Rang cao thượng, chứng được quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phá Gá Qua đó. Ngài là bậc A-Rang cao thượng, chứng được quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Bua đa hăng sa ra năng gà cha mi đa hăng măng sa ra năng gà cha mi sang gà hăng Saranang gacha mi duti jambi buddhang Saranang gacha mi duti jambi dhammang Saranang gacha mi duti jambi sanghang Saranang gacha mi dati jambi buddhang Saranang gacha mi dati jambi sanghang Saranang gacha mi dati jambi sanghang Saranang gacha mi. Con đem hết lòng thành kính xin quy Phật, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng. Con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ nhì, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ nhì, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ ba, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ ba. Nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sa ma sa pu tha sa. Nam mô ta sa pha ga wa to sa ma sa pu tha sa. Nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sa ma sa pu tha sa. Con xin hết lòng thành kính làm lễ Đức Phật đã qua đó. Ngài là bậc A Di Đà cao thượng, đứng chi do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con xin hết lòng thành kính làm lễ Đức Phá Đức qua đó được chứng quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con xin hết lòng thành kính làm lễ Đức Phá Đức. Ngài là bậc A Di Đà cao thượng, được chứng quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ không thầy. Bút thân Sa Ra Năng Ga Cha Năng Ga Cha Mi Sang hằng ra năng ga cha mi đu ti yang ga cha mi đu ti yam bi tham bằng sa ra năng ga cha mi đu ti yam bi sang hằng sa ra năng ga cha mi ta ti yam bi bút ra năng ga cha mi tham bằng sa ra năng ga cha mi ta ti yam bi sang hằng sa ra năng ga cha mi. Lòng thành kính xin quy Phật, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ gì, con đem hết lòng thành kính xin, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ gì, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ ba, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ ba.
Tì sara na ga nang paripun nang pháp nguy tam bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu pa na thi pa ta ve ra ma ni si ka ba đăng sa ma di ya mi a din na da na ve ra ma ni si ka ma di ya mi ka me su mi cha cha ra ve ra ma ni si ka ba đăng sa ma di ya mi mu sa ba da ve ra ma ni si ka ba đăng sa ma di ya mi su ra me ra ya ma cha pa ma da tha na ve ra ma ni si ka ba đăng sa ma di ya mi con xin vâng dự điều học là cúi tránh xa sự sát sanh, con xin vâng dự điều học. Là cúi tránh xa sự trộm cắp, con xin vâng dự điều học. Là cúi tránh xa sự tà dâm, con xin vâng dự điều học. Là cúi tránh xa sự nói dối, con xin vâng dự điều học. Là cúi tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say. Dạ chúng con xin vâng. Ba na ti pa ta quê ra ma đi si kha ba đăng sa ma đi ya mi in da quê ra ma đi si kha ba đăng sa ma đi ya mi ta me su mi cha cha ra quê ra ma đi kha ba đăng sa ma đi ya mi mu ra mi si kha ba đăng sa ma đi ya su ra me ra cha ma cha pa ma đa tha na na huệ kha ba đăng sa ma đi ya mi con xin vâng dự điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh, con xin vâng dự ý tránh xa sự trộm cắp, con xin vâng dự điều học là cố ý tránh xa sự tà dự điều học là cố ý tránh xa sự nói dối, con xin vâng dự điều học là cố ý tránh xa và các chất xa. Thế Tôn có dạy rằng imani pancha sika badaya mi sa dukkha to apamadena nicca kalang sammara khita bang chư thiện tính, sau khi đã thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo, hãy ráng vâng dự hành theo cho được thanh tịnh đến trọn đời, chẳng nên dễ vui. Dạ chúng con xin vâng. Thế Tôn có dạy rằng sile na sugatin yang ti sile na phoga sambada sile na nibbua ti yang ti tasma si lang vi so thát ye, tất cả chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới. Tất cả chúng sanh được giàu sang nhiều tài sản cũng nhờ giữ giới. Tất cả chúng sanh được chứng ngộ nhập niết bàn cũng nhờ giữ giới bởi các cớ ấy. Chư Phật tử hãy cố gắng thọ trì giới luật, đừng để lắm nhơ. Sa thu lành thay uttamang ge na quan đề hằng ba đa văn sum và uttamang bút thế yo kali to do so bút thô khamatu tăng ma mắc là nơi nương nhờ to chúng con vô lượng an lành quý y phật bảo tự ăn nguyện lời chẳng thật dẻo nôn niềm sám hối những sở hành lầm lỗi vô minh, từ thân không ngưỡng mong Phật bảo đức lành tự dung. Uttamang ghe na quanh đê hăng cha đua vị thăm qua răng thăm mê vô đô sô thăm mô hô ca ma tu tăng pháp là nơi nương nhờ tối thượng cho chúng con vô quỷ y pháp bảo chân chanh, nguyện lời chẳng thành tác thành thành viên. Dẻo nam vong trộn niềm sám hối những sở hành làm lộn, từ thân khẩu ý khởi sanh ngưỡng mong pháp bảo đức tự dung. Uttamang ghe na quanh đê hăng sẵn khăn cha đu vị thô ta mang ghe vô kali tô đô sô thẳng khô măng tăng là nơi nương nhờ tôi thường có chúng con vô lượng an lành quý ý tăng bảo tịnh thanh nguyện lời chẳng thanh đang thành thành duyên tham vong trộn niềm sám hối những sự hành lầm lỗi vô minh, từ thẳng khẩu ý khởi sanh ngưỡng mong tăng bảo đức lành tự dung.
Dạ Nam Tha Giá, dạ con xin nhận biết lại cho thiên nhiên thông để cho dân. Sakatwa Buddharatanang Usatang Uttamang Varang Hitang Deva Manusanang Buddhate Chena So Chinana Sang Tupa Dava Sabbe Rukha Buddha Pasamang Tute Sakatwa Thammaratanang Usatang Uttamang Varang Parirahu Pasamanang Thammate Chena So Chinana Sang Tupa Dava Sabbe Phayavu Pasamang Tute Sakatwa Sangharatanang O Satang Uttamang Varang Ahuneyang Pahuneyang Sangkhate Chena So Thinana Sangtupadava Sabbe Roga Vupa Samang Thute. Xin cho tất cả điều nguy khốn được tiêu tan, những khổ não của người đều yên lặng nhờ sự vinh quang và vẻ uy linh của Đức Phật, nhờ lòng tôn kính Phật Bảo là nguồn lợi ích tối cao của chư thiên và nhân loại. Xin cho tất cả điều nguy khốn được tiêu tan, những lo sợ của người đều yên lặng nhờ sự vinh quang và vẻ uy linh của Đức Pháp, nhờ lòng tôn kính Pháp Bảo. Như món linh dược quý cao là Pháp trấn tịnh điều phiền não, xin cho tất cả điều nguy khốn được tiêu tan, những bệnh hoạn của người đều yên lặng nhờ sự vinh quang và vẻ uy linh của Đức Tăng. Nhờ lòng tôn kính Tăng Bảo, như món linh dược quý cao đáng để cho người cúng dường và quan nghinh tôn trọng. Siddhamathu Siddhamathu Idang Phalam Etasmin Ratanathayasmin Sambasada Necheta So, cầu xin cho quả của tâm tính thành Tam Bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa hai và dạ, con Lạc Lê và dạ, pháp danh là Tâm Phương xin thay mặt cho tất cả đại chúng trong room và dạ, rất là tri ân đại đức Nguyên Thông đã truyền tâm quy ngũ giới cho hàng Phật tử chung kế tiếp là con xin mời một vị để lên thỉnh pháp sư. Dạ alo, dạ con cũng lúc nãy dạ thư Minh Tâm có nói con hồi nãy con xin giới, nhưng mà giờ không biết là hình như là tiên là có thời giảng hôm nay phải không, và bạch sư Nguyên Thông cho con biết dạ bạch sư Khó Hỷ cho con biết là có phải không. Dạ dạ alo, con thấy chị thấy ai giơ tay hết. Dạ alo bạch sư. Dạ dạ thôi con xin nha, con gọi để con xin thỉnh pháp sư ạ. À. À dạ thôi, dạ vậy nhường biết lại cho huynh kinh. À. Dạ bạch sư Hoan Hỷ. Dạ. Dạ, Nam Mô Bát Thầy nhé, Nam Mô Tham Mai nhé, Nam Mô Sang Khai nhé. Dạ, kính lễ chư Tượng Đức Tăng, dạ, xin kính chào tất cả quý vị. Dạ, nghe rõ không ạ? Alo, 1, 2, 3. Nghe rõ không? Rồi, ok. Rồi, hôm nay chúng ta trở lại học tiếp. Dạ, chúng ta nghỉ được 2 tuần Tết ha. Dạ, bắt đầu trở lại. Thì hôm nay là cũng là ngày... rất là đặc biệt và sư trưởng ngài đã viên tịch à, thì hôm nay chúng ta sẽ có cái chương trình hơi khác chút xíu à, tức là phần đầu thì đọc Bali về thập nhị nhân duyên à, phần thứ hai thì chúng tôi sẽ trình bày sẵn nhân dịp ngài những cái
cái lễ mà ngài sư trưởng ngài ra đi thì chúng tôi sẽ trình bày sơ lược về thập nhị nhân duyên, nó ảnh hưởng tới vấn đề mà sanh tử. Mà chỉ trình bày sơ lược thôi, tại vì cũng phải chưa phải tới cái thời gian để học cái bài đó, cho nên hôm nay chúng ta cũng học sơ lược để chúng ta nắm được cái cơ bản sơ sơ nó trước ha. Rồi đó là cái thứ hai. Rồi cái thứ ba là chúng ta sẽ thay phiên nhau lên để mà nói đôi lời, nói về có đôi lời về sư trưởng, ai muốn có nói gì thì nói ha. Rồi chương trình hôm nay sẽ được diễn tiến như vậy. Rồi, trước khi vào buổi học chúng ta cùng nhau đảnh lễ Tam Bảo tóm tắt. Arahaṃ sammāsambuddho bhagavā buddhaṃ bhagavantaṃ ativādhemi svākhyāto bhagavatā dhammo dhammaṃ namassāmi suppatipanno bhagavato sāvakasaṅkho saṅkhaṃ namāmi sammāsambuddhamatulaṃ sacchathammakadutamaṃ Aphiwadipasisang Aphithammatthasangahang. Tôi xin thành kính đảnh lễ đấng toàn giác vô song, giáo pháp tối thượng và giáo hội chúng tăng cao quý. Chúng tôi xin nói về những gì chứa đựng trong vi diệu pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý vị, chương trình đầu tiên là chúng ta đọc về thập nhị nhân duyên, thập nhị duyên khởi bằng Pali, Việt và Anh. Thì trong quyển Boss bài lên, xin mời các vị quan hỷ chúng ta đọc này, cũng như sẵn dịp cho đọc này hồi hướng đến cho sư trưởng luôn. Đó là cái công đức của chúng ta hôm nay. Rồi xin mời quý vị quan hỷ cho ta nha, tranh thủ đỡ mất thời gian ha. Mô Phật. Trước hết con xin kính lễ ba ngôi Tam Bảo, Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Kính lễ chư Tôn Đức Tăng, kính chào thầy kinh và kính chào đạo tràng. Bây giờ sư Xuân Phong đọc bài trước ha. Rồi sau đó ước mong quý vị giơ tay lên đọc nha. Đọc cho có phước. Kinh Duyên Sanh, Bát Tí Chá Sa Mu Bà Đã Thập Duyên Khởi Avijja Bija Sankhara Sankhara Bhakchaya Vijnanang Vijnana Bhakchaya Namarupang Namarupa Bhakchaya Salayatanang Salayatana Bhakchaya Paso Pasa Bhakchaya Vedana Vedana Bhakchaya Tanha Tanha Bhakchaya Upadanang Upadana Bhakchaya Bhavo Bhava Bhakchaya Chati Chati Bhakchaya Chara Maranang Sokapari Devadukkha Domanasupayasa Sambhavanti Evametasa Kevalasa Dukkhakandasa Samudayoti. À, còn nữa không ạ? Rồi vậy là xong rồi ha. Giờ mời mời vị kế tiếp ngang, mời sư Nguyên Thông. Mời quý vị giơ tay lên đọc nhé, sư Nguyên Thông. Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con tuân lệnh sư phụ Nguyên Thông xin đọc bài kinh Dương Sinh. Patit chasamut pa đá thập nhị duyên khởi avicca pap chaya sankhara sankhara pap chaya viññāṇang viññāṇa pap chaya nama rūpaṃ nama rūpa pap chaya salayatanang salayatana pap chaya paso
Pha-sa-pak-cha-ya vedana vedana pak cha ya tan ha tan ha pak cha ya upa da nang upa da na pak cha ya pha vô pha va pak cha ya cha chi pak cha ya cha ra na ra năng so ka pri ri de va do ka do ma na su pa ya sa sam pha vang ti e va me ta sa ka va la sa do ka khang tha sa sa mu da yo ho ti Vậy chắc vậy là hết rồi. Dạ, và xin mời người khác dạ. Không có thấy có tiếng. Nam mô Bụt Thầya, Nam mô Tham Maya, Nam mô Sanggaya. Dạ, con xin đảnh lễ Sư Thành Tâm, con xin đảnh lễ Sư Nguyên Thông. Con chào và con chào đạo tràng ạ. Dạ. À. À, thì Châu Nguyễn gửi bài cho con ạ, mà con không có biết đọc từ khúc nào. Dạ, sư Nguyên Thông lên đọc tiếp không sư? Con xuống mic cho sư lên sư finish nha. Dạ, con xuống mic ạ. À. Sư đọc xong rồi con lên lại nha. Dạ, một Phật kính thưa quý vị, sư thấy bài kinh duyên sinh đó, kinh duyên sinh nè, Patticca Sammuppada thập nhị duyên khởi, Aviya Paccaya Sankhara Sankhara Paccaya Vijnana Vijnana Paccaya Nama Rupang Nama Rupa Paccaya Sala yatanang sala yatana pakcaya paso pasa pakcaya wedana wedana pakcaya tangha tangha pakcaya upadanang upadana pakcaya pavo pava pakcaya jati jati pakcaya rama nang so ka bari dewa dukkha domana supayasa sambhavanti eva metasa kevalasa dukkha kandasa samudayo hoti. Vậy tùy thuộc nơi vô minh phát sanh hành, tùy thuộc nơi hành phát sanh thức, tùy thuộc nơi thức phát sanh danh sắc, tùy thuộc nơi danh sắc phát sanh lục căn, tùy thuộc nơi lục căn phát sanh xúc, tùy thuộc nơi xúc phát sanh thọ, tùy thuộc nơi thọ phát sanh ái, tùy thuộc nơi ái phát sanh thủ, rồi chỉ có bao nhiêu ha, rồi mời tùy thuộc nơi thủ phát sanh hữu, tùy thuộc nơi hữu có sanh, rồi tùy thuộc nơi sanh có lão tử sầu muộn ta tháng đau khổ buồn rầu và thất vọng, đó là trọn vẹn các yếu tố cấu thành đau khổ. Rồi mời vị kế tiếp nha, chịu khó đọc. Nam mô Bụt Thầya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Dạ thưa con Châu Nguyễn ạ, con xin kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, con kính lễ sư Nguyên Thông, con kính lễ chư tôn đức tăng,
Con kính chào thầy Kinh và con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con cảm ơn đã cho con biết tín hiệu. Dạ thưa sư, tại vì cái bài nó dài quá đó sư, nên thành ra khi con post cái câu chừng hai câu là nó bị kẹt. Có phần tiếng Anh nữa, dạ con kính thỉnh sư lên đọc giùm con ạ. Con sẽ post lại ạ. Con xin sám hối. Con kính dâng mít sư ạ. Dạ ok, sư sẵn sàng, bây giờ sư đọc lại, các con đọc lại tiếng Pali và tiếng Việt tùy thuộc nơi vô minh phải không? Rồi sau đó sư làm tiếp phải không con? Ok. Kinh Dương Sanh Paticca Sammuppada thập nhị duyên khởi. Avijja paccaya sankhara sankhara paccaya viññānaṃ viññāna paccaya nāma rūpaṃ nāma rūpa paccaya sala yatanaṃ sala yatana paccaya pāso pāsa paccaya vedana vedana paccaya tanha tanha paccaya upādāna upādāna paccaya pavo pava paccaya ca ci ca ci paccaya cara maranaṃ so karmani deva do kado mana supaya sa sam pavang te eva meta sakavala sa dukkha kham dukkha khang tha sa samudayo ho ti. Kinh Dương Sanh tùy thuộc nơi vô minh phát sanh hành, tùy thuộc nơi hành phát sanh thức, tùy thuộc nơi thức phân danh sắc, tùy thuộc nơi danh phát sanh, tùy thuộc nơi danh sắc phát sanh lục căn, tùy thuộc nơi lục căn phát sanh xúc, tùy thuộc nơi xúc phát sanh thọ, tùy thuộc nơi thọ phát sanh ái, tùy thuộc nơi ái phát sanh thủ, phát sanh thủ tùy thuộc nơi thủ phát sanh hữu, tùy thuộc nơi hữu có sanh, tùy thuộc nơi sanh có lão tử sầu muộn ta tháng đau khổ buồn rầu và thất vọng, đó là trọn vẹn các yếu tố cấu thành đau khổ. Quý vị để ý cái đầu bài này, cái bài Dương Sinh này á, quý vị phải biết rằng Đức Phật đã giảng dạy, và lúc đó có người hình ngài A Nan nó nói là con biết rồi, con thuộc rồi, thì Đức Phật nói là không phải dễ như vậy đâu, cho nên chúng ta phải nên nghe lời Đức Phật, phải học kỹ lưỡng tất cả những điều này mà Đức Phật giảng dạy. Cái bài Dương Sanh này giảng sư đã giảng dạy này là sau khi chúng ta đã học nhuần nhuyễn, có thể nói nhuần nhuyễn về mấy cái bài trước, cho nên mới học cái bài này. Cho nên Nguyên Thông đề nghị quý vị nên nên lên chuyên cần học bài này. Ok, bây giờ đọc qua bài tiếng Anh. Dependent on ignorance arises conditioning activities. Depending on the conditioned activity arises relinking consciousness. Depending on relinking consciousness arises the mind and matter. Depending on mind and matter arises the sixth sphere of sense. Dependent on the sixth sphere of sense arises contact. Là xúc đó. Depending on contact arise feeling, tùy xúc thì phát sinh ra cái cảm thọ đó. Depend on feeling arise the craving, depending on craving arise the grasping, tùy thuộc vào cái feeling thì có những cái sự tham muốn, tùy thuộc cái tham muốn thì có những cái cấm nắm giữ, grasping là nắm giữ. Depending on grasping arise the action karma, depend on action arise birth, tùy thuộc vào cái mà nắm giữ đó thì có những cái hành động, mà có hành động thì mang đến những cái nghiệp karma phá vá là nghiệp hữu đó. Depend on action arise birth, tùy theo cái hành động đó thì có ra sanh. Depend on the birth arise decay, từ có birth thì có những sự tiêu hoại, death sorrow chết buồn rầu, lamentation tức là đau khổ, pain đau đớn, grief sầu muộn, despair là ta tháng. Do vậy đời the entire aggregate là cái quẩn, aggregate là cái quẩn,
rồi the five aggregates, tức là cái năm cái ngũ uẩn the of suffering arise đó. Do vậy toàn thể những cái ngũ uẩn đó, the entire aggregate of suffering arise đó, là những cái mà khổ uẩn thì cái đau khổ sẽ nổi lên. Suffering arise, arise phải có chữ mới đúng. Ok, dạ hết rồi. Xin được giao trao mai lại cho người kế. Và chân thành cảm ơn chư vị đã lắng tai nghe. Nam mô Bụt Thầy ạ. Nam mô Tham Ma ạ. Nam mô Sang Khai ạ. Christina ơi, cho Nguyên Như đọc trước ha, xong rồi cứ Nguyên Như chạy xe rồi Christina đọc nha. Sa thú em. Dạ con xin kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, con xin kính đảnh lễ sư Nguyên Thông và con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ cho ông Như xin phép đọc bài ạ. Kinh duyên sinh. Patit chasa mupada thập nhị duyên khởi. Awit cha bát chá già sankhara sankhara bát chá già huỳnh nhà năng huỳnh nhà ná bát chá già nà má rù bằng nà má rù ba bát chá già xá la giá tá năng xá la giá tá ná bát chá già phát sô phát xá bát chá già huề đá nà huề đá nà bát chá già tần hà tần hà bát chá già ú bà đà nằng ú bà đà ná bát chá già phá hồ phá quá bát chá già chà tí bát chá già chá ra má rá nằng sô cá bá rí đề quá đúc khá đồ má ná su bà già xà sầm phá hoành tí ê quá mê tá xá cá quá lá xá đúc khắc khành thá xá xá mu đá dồ hồ tí. Tùy thuộc nơi vô minh phát sanh hành, tùy thuộc nơi hành phát sanh thức, tùy thuộc nơi thức phát sanh danh sắc. Tùy thuộc nơi danh sắc phát sanh lục căn, tùy thuộc nơi lục căn phát sanh xúc. Tùy thuộc nơi xúc phát sanh thọ, tùy thuộc nơi thọ phát sanh ái, tùy thuộc nơi ái phát sanh thủ. Tùy thuộc nơi thủ phát sanh hữu, tùy thuộc nơi hữu có sanh. Tùy thuộc nơi sanh có lão tử, sầu muộn, tháng, đau khổ, buồn rầu và thất vọng. Đó là trọn vẹn các yếu tố cấu thành đau khổ. Dependent on ignorance arise conditioning activities. Dependence on conditioning activities arise, relinking consciousness. Dependence on relinking consciousness arise, mind and matter. Dependent on mind and matter arise the six spheres of sense. Dependence on the six spheres of sense arise contact. Dependence on contacts arises feelings. Dependence on feelings arises craving. Dependence on craving arises grasping. Dependence on grasping arises action, kamma phava. Dependent on actions arise birth. Dependence on birth arises decay, death, sorrow, lamentation, pain, grief,
and despair. Thus, those entities of suffering arise. Dạ, con xin nhường mic lao vị khác ạ. Con xin xuống ạ. Nam mô Phật Thầy ạ. Con xin đảnh lễ sư Thanh Tâm, sư Nguyên Thông. Con xin chào thầy Kinh và con xin chào đạo tràng. Dạ, con sẽ đọc bài của chị Châu Nguyễn gửi. Dạ. Paticca samuppada, thập nhị duyên khởi. Avijja paccaya sankhara, sankhara paccaya vijnanam, vijnana paccaya nama rupang, nama rupa paccaya la, excuse me, sorry, con xin sám hối, la saya tăng năng, la saya tăng nắp paccaya patso patso phasa paccaya we dana we dana paccaya tan nhà tan hà paccaya upadana upadana paccaya phao Phawa paccaya jati jati paccaya jaramaranang soka parideva dukkha domanasupayasa samphawanti evan metassa kawalassa dukkha khang Thassa samudayo honti, tùy thuộc nơi vô minh phát sanh hành, tùy thuộc nơi hành phát sanh thức, tùy thuộc nơi thức phát sanh danh sắc, tùy thuộc nơi danh sắc phát sanh lục căn, tùy thuộc nơi lục căn phát sanh xúc, tùy thuộc nơi xúc phát sanh thọ. Tùy thuộc nơi thọ phát sanh ái, tùy thuộc nơi ái phát sanh thủ, tùy thuộc nơi thủ phát sanh hữu, tùy thuộc nơi hữu có sanh, tùy thuộc nơi sanh có lão, tử, sầu, muộn, ta tháng, đau khổ, buồn rầu và thất vọng, đó là trọn vẹn các yếu tố cấu thành đau khổ. Dependent on ignorance arise, conditioning activities, depend on conditioning activities arises, relinking consciousness, dependent on relinking consciousness arise, mind and matter, dependent on mind and matter arise, the six spheres of sense. Dependent on the six spheres of senses, sense arise contact. Dependent on contact arises feelings. Depending on feelings arises craving. Depending on craving arises grasping. Dependent on grasping arise actions, kamma, phawa. Dependent on actions arises birth. Dependent on birth arise decay, death, sorrow, lamentation, pain, grief, and despair. Thus the entire aggregate of suffering arise. Yeah,
Hình như hết rồi, dạ con xin xuống mic ạ. Con có sai xin thầy sửa. Nam mô Bụt Thầy dạ. Dạ con Nguyên Trang, dạ trước hết con kính đảnh lễ ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng. Dạ con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, con kính kính đảnh lễ sư Nguyên Thông. Kính đảnh lễ chư tôn Đức Tăng Ni. Dạ kính chào toàn thể đạo tràng, kính chào chú kinh. Lâu quá con không có vô học nên cái này con sẽ cố gắng hết sức để đọc, rồi con thấy nhiều quá. Dạ con xin đọc ạ. Để kéo bài xuống. Kinh Duyên Sinh. Patit Chasamut Bà Đá Thập Nhị Duyên Khởi. Avicca Pachaya Sankhara Sankhara Pachaya Vinyanang Vinyana Pachaya Namarupang Nama rupa paccaya sala yatanang sala sala yatanang na paccaya faso fasa paccaya vedana vedana paccaya tanha tanha paccaya upadanang upadana paccaya pavo pavo paccaya cha già cha tí bách cha già cha ra ma ra nằng so kapari de waduk kado manasupa ya sa sampawanti e wame tasakawala saduk khandas sasat mudayo hoti tùy thuộc nơi vô minh phát sanh hành, tùy thuộc nơi hành phát sanh thức, tùy thuộc nơi thức phát sanh sắc, tùy thuộc nơi danh sắc phát sanh lục căn, tùy thuộc nơi lục căn phát sanh xúc, tùy thuộc nơi xúc phát sanh thọ, tùy thuộc nơi thọ phát sanh ái, tùy thuộc nơi ái phát sanh thủ, tùy thuộc nơi thủ phát sanh hữu, tùy thuộc nơi hữu phát nơi hữu có sanh, tùy thuộc nơi sanh có lão tử sầu muộn tan tháng ta tháng đau khổ buồn rầu và thất vọng. Đó là trọn vẹn các yếu tố cấu thành đau khổ. Dependent on ignorance, arise, conditioning, activity. Dependence on conditioning, activities, arises, relinking, consciousness. Dependence on relinking, consciousness, arise, mind and matter. Dependent on mind and matter, arise, the six spheres of sense. Dependent on the six spheres of sense, arise, contact. Dependent on contact, arises, feeling. Dependent on feeling arises craving. Dependent on craving arises grasping. Dependent on grasping actions kammapawa. Dependent on action arises birth. Dependent on birth arises decay, death, sorrow, lamentation, pain,
grief and despair. So does the enter. Aggregates of suffering arise. Dạ chắc. Dạ. Dạ con đã đọc xong ạ. Dạ con xin xuống bích ạ. Dạ, thấu xa thấu. À, thấy thời gian cũng hơi trễ, nay bị rung mở hơi trễ, mà thôi giờ mình vô học luôn ha. Thì tới chúng ta sẽ đọc tiếp. Giờ bắt đầu chúng ta sẽ sơ lược về thập nhị nhân duyên. Rồi tuần sau chúng ta sẽ trở lại vi pháp lại. Cái này là chúng ta học sơ lược thôi, học để cho biết cái thập nhị nhân duyên như thế nào. Rồi, bắt đầu chúng ta sẽ vô cái phần duyên khởi phân tích. Đặc biệt này nè. Duyên khởi phân tích. Bắt cho già cà ra quý phần gồ. Duyên khởi phân tích. Rồi, bây giờ chúng ta học cái 12 nhân duyên. Cái đầu tiên là vô minh, tức là avijja. Vô minh số 1, avijja. Vô minh. Avijja vô minh. Hai chấm xuống dòng hai ghi ha. Cái gì làm nguyên nhân cho chúng sanh mãi mãi lăn trôi theo vòng luân hồi vô tận là vô minh. Cái gì làm nguyên nhân cho chúng sanh mãi mãi lăn trôi theo vòng luân hồi vô tận là vô minh. Một cái định nghĩa đó. Cái gì làm nguyên nhân cho chúng sanh mãi mãi lăn trôi theo vòng luân hồi vô tận. Theo vòng luân hồi vô tận. Vòng luân hồi vô tận là vô minh rồi. Xuống dòng vô minh là không sáng suốt, không hiểu biết, không nhận chân ra được sự thật của vạn hữu. Vô minh hai chấm, không sáng suốt, không hiểu biết, không nhận chân ra được sự thật của vạn hữu. Rồi xuống dòng bản thể hai chấm, pháp bản thể hai chấm, tâm sở si, tâm sở si. Rồi xuống dòng đánh gạch đầu dòng ha, sự không hiểu về khổ, sự hiểu về khổ, sự không hiểu về khổ, không hiểu về tập, không hiểu về khổ diệt, không hiểu về khổ diệt hành lộ, gọi là vô minh. Sự không hiểu về khổ, không hiểu về tập, không hiểu về khổ tập, không hiểu về khổ diệt, không hiểu về khổ diệt hành lộ, gọi là vô minh. Rồi, xin dòng, gạch đôi dòng, đánh vào thầy đôi dòng nữa ha, gạch đôi dòng nữa. Vô minh, ví như hố đen vô tận. Vô minh, ví như hố đen vô tận. Không tìm ra điểm khởi đầu. Vô minh, ví như hố đen vô tận. Không tìm ra điểm khởi đầu.
rồi xuống dòng vô minh, không nhìn thấy hậu quả khổ trần tương lai. Vô minh, không nhìn thấy hậu quả của sự khổ trong tương lai. Rồi, xin chào. Đối nghịch vô minh là tâm sở tại quyền. Đối nghịch vô minh là tâm sở tại quyền. Ví như ánh sáng phá tan màn đêm. Ví như ánh sáng phá tan màn đêm. Rồi, đó là một số định nghĩa về cái từ vô minh, tức là Avijja, tức là để nói về cái sự vô minh này, tức là nói về những cái mà nó là những cái nguyên nhân, những cái tác nhân mà làm cho chúng sanh, nó làm cho tất cả chúng ta bị trôi lăn mãi trong vòng luân hồi không có lối thoát. À, thì chính cái sự mà làm cho chúng ta bị như vậy thì gọi là vô minh. À, là vô minh tức là không có sự sáng suốt, không có sự hiểu biết, chúng ta không có sự mà nhận chân ra được cái sự thật của thế gian, sự thật của vạn hữu, bởi vì chúng ta không có nhận ra được như vậy đó, chúng ta không có nhận ra được những cái sự đau khổ của thế gian này, vẫn còn chìm đắm, vẫn còn thấy thích thú, vẫn còn hưởng những cái thú vui dục lạc trong cái thế gian này, bởi vì chúng ta do chúng ta không thấy được, chúng ta không hiểu được cái thế gian này nó là sự khổ, nó là cái sự khổ đau thấy được, do chính vì mình không thấy được như vậy nên mới đưa ra nhiều chuyện xảy ra trong tương lai. Nếu mà chúng ta thấy được, chúng ta hiểu được, sáng suốt thấy rõ được đâu là khổ, đâu là nguyên nhân sự khổ, thấy rõ được như vậy thì chúng ta sẽ không có những cái tác động, không có những cái hành động để đưa đến sự khổ trong tương lai. Vậy thì tất cả những cái sự hiện hữu sự khổ của cái pháp thế gian này là chính vì do cái thằng vô minh này. Vô minh được ví như là hố đen vô tận, tức là không thể tìm điểm khởi đầu đó. Nó mịt mù, không thể tìm ra được, và nó cũng không thể nào thấy được cái hậu quả của tương lai, tức là không thấy cái sự khổ của tương lai, không thấy được cái hậu quả đó, bởi vì chính vì chúng ta không thấy được, giống như mình không biết được mình làm cái này sẽ đưa đến cái hậu quả đau khổ như thế nào, thì chính vì mình không biết thì mình mới làm, đó là chính là do vô minh, mình không thấy được như vậy. Mà muốn diệt được cái vô minh này thì chỉ có trí tuệ, tức là tâm sở tự quyền, nó có cái khả năng nó phá được cái màn vô minh này. Và giống như là ánh sáng mà đi vào trong màn đêm thì nó phá tan cái màn đêm đó, không còn cái màn đêm nữa. Đó là chúng ta nắm sơ lược về như thế nào gọi là vô minh, là Avijja vô minh. Rồi số 2 hay là số 1 là vô minh đó. Tới số 2. Hai là vô minh duyên hành. Hai, Avijja Paccaya Sankhara là vô minh duyên hành. Là số 2. Rồi, tức là từ vô minh, nó duyên, nó tác động, nó làm duyên ra cái hành. Thì hành là gì? Sankhara, hành, hai chấm. Xuống dòng mình ghi Sankhara, hành, hai chấm. Ra. Rồi. Dòng ha. Cái chi là sự tính toán, sự cố quyết, thái độ cố quyết. Cái chi là sự tính toán, sự cố quyết, thái độ cố quyết. Rồi xin dòng pháp tạo tác tạo thành.
pháp tạo tác, tạo sanh, tạo thành. Pháp tạo, tạo sanh, tạo thành. Rồi xuống dòng. Pháp bản thể, hai chấm. Tâm sở tư. Tâm sở tư. Rồi, đó, tức là sankhara này tức là nó là hành, tức là nói về cái sự mà khi mà mình có một cái sự tính toán, một sự mưu toan, một sự cố làm này, quyết làm kia, sự cố quyết, những cái thái độ mà mình cố làm, muốn làm, mình tạo tác ra, mình tạo sanh, mình tạo thành những cái này kia nọ trong những cái đời sống của mình, thì đó được gọi là hành. Và cái bản thể của nó, pháp bản thể là chính là tâm sở tư, tức là cái tâm sở tạo nghiệp, tâm sở mà làm tạo tác nên những cái thân hành, khẩu hành, vĩ hành. Thì như vậy bản thể của hành tức là chính là tâm sở tư, nó tạo tác, tạo hành, tạo sanh, cố tính toán quyết làm này kia nọ đủ thứ. Thì như vậy là do chính vì do vô minh, do mình không hiểu biết, không có sáng suốt, không thấy được nhân quả, nó tác động duyên ra hành, tức là chúng ta tạo ra những cái sự tạo tác, tạo thành, tạo sanh. Rồi đó là về hành. Xuống dòng có ba loại, hai chấm. Về cái hành này, thì có được ba loại. Một, phi phúc hành, hai chấm, tâm sơ tư trong 12 tâm bất thiện. Tâm sơ tư cộng 12 tâm bất thiện đi cho nó dễ ha. Tâm sơ tư cộng 12 tâm bất thiện. Phi phúc hành số 1 là phi phúc hành, số 4 cộng 2 tâm thiện. Số 2 phúc hành, 2 chấm, tâm số 4 cộng 8 tâm thiện dục giới cộng 5 thiện sắc giới. Rồi, số 3 là bất động hành, 2 chấm, tâm sở tư cộng 4 tâm thiện vô sắc giới. 4 thiện vô sắc giới. Rồi, như vậy là chúng ta có được 3 cái loại hành, tức là do từ vô minh. Là duyên hành, tức là thứ nhất là duyên cho phi phúc hành, tức là một cái tâm sở tư, tức là hành phối hợp với là 12 tâm bất thiện, tức là 8 tham, 2 sân, 2 si, do tâm sở tư phối hợp trong những cái tâm bất thiện này tạo nên 10 nghiệp bất thiện, tức là thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp, là chúng ta sẽ làm là những cái việc là việc thân và khẩu và ý tạo nên những cái ác nghiệp thuộc về phi phúc hành, tức là những cái điều xấu không tốt lành, phi phúc hành. Rồi về phúc hành, tức là làm những việc thiện cũng từ vô minh phát sinh, do vô minh và phối hợp, tức là tâm sở tư cộng với 8 tâm thiện dục giới, 8 thiện giới ha. Và biết phải không, tâm thiện thọ hỷ hợp trí vô trợ hữu trợ đó, tâm sở tư phối hợp với 8 tâm thiện dục giới cộng với 5 tâm thiện sắc giới, sơ thiện, nhị thiện, tam thiện, tứ thiện, ngũ thiện. Thì như cái này thì tâm sở tư này phối hợp với những cái thiện dục giới này đó, cộng với thiện sắc giới đó, thì được gọi là phi phúc hành, nó tạo những cái nghiệp thiện để được có được những cái phước hành, phúc hành, những cái điều tốt lành trong tương lai ha. Rồi số 3 là bất động hành, ở đây nói về tâm sơ tư phối hợp với 4 tâm vô sắc giới, 4 tâm thiện vô sắc giới, tức là không vô biên thức xứ, không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, vi tưởng xứ, là tâm sở tư phối hợp với lại 4 cái tâm thiện vô sắc giới này được gọi là bất động hành. Thì như vậy do vô minh duyên cho hành, chúng ta có được 3 cái loại hành này tạo nên nghiệp, là nghiệp về bất thiện, nghiệp về thiện và nghiệp về bất động hành. Tức là chúng ta sẽ có được cái những cái nghiệp mà nó đưa đi chúng ta, tạo cho những cái nhân chủng để có tái sanh trong tương lai. Thì như vậy đó là sơ lược về cái hành và sankhara. Quý vị nắm được mà, alo cho biết đi. Nắm được cái này không? Cho cái bông cái đây.
Rồi, okay. Dễ ha, nó có gì có sơ lược cái mình nắm được, mình hiểu được cái này này. Rồi tiếp theo là số 3, hành duyên cho thức và sankhara bắt cho ra huynh nha năng, hành duyên thức. À, hành duyên thức huynh nha năng là thức tái sanh ha, bây giờ phải hiểu là hành duyên thức là huynh nha năng, hành duyên thức là huynh nha năng. À, là thích. Rồi bây giờ xuống nhau ghi chữ thích. À, quên cho năng là thích ha. Cho năng hay quên cho ná là thích. Dòng có 19 tâm quả. 19 có 19 tâm quả làm việc tục sinh. Mở ngoặc thức tái tục, 19 tâm quả làm việc tục sinh, mở ngoặc thức tái tục, đóng ngoặc lại. Rồi xuống dòng gạch đều hai tâm quả quan sát thọ xả vô nhân, hai tâm quả quan sát thọ xả vô nhân, mở ngoặc bất thiện thiện đóng ngoặc, hai tâm quả quan sát thọ xả vô nhân, mở ngoặc bất thiện thiện đóng ngoặc. Rồi xuống dòng tám tâm quả thiện dục giới hữu nhân, tám tâm quả thiện dục giới hữu nhân, xuống dòng năm tâm quả thiện sắc giới, năm tâm quả thiện sắc giới. Dòng bốn tâm quả thiện vô sắc, bốn tâm quả thiện vô sắc. Rồi như vậy là chúng ta có được 19 tâm quả làm việc tục sinh, tức là hai tâm quả quan sát thọ xả vô nhân, tức là tâm quan sát thọ xả quả bất thiện vô nhân, tâm quan sát thọ xả quả thiện vô nhân, tức là hai tâm quan sát thọ xả làm việc sinh. Rồi tám tâm quả thiện dục giới hữu nhân, tâm quả thiện thọ hỷ hợp trí vô trợ, tâm quả thiện thọ hỷ hợp trí vô trợ vân vân đó, thì tám tâm quả thiện dục giới hữu nhân làm việc tục sinh. Rồi năm tâm quả thiện sắc giới, học rồi ha, năm tâm quả thiện sắc giới, tâm quả thiện sơ thiền nhị thiền tam thiền tứ thiền ngũ thiền. Rồi bốn tâm quả thiện vô sắc, không vô biên thức vô biên rồi đó. Thì đó chính vậy, như vậy chúng ta có được 19 tâm quả làm việc tục sinh do từ cái hành, tức là do từ cái mình hành ở trên đó, tức là do mình, ví dụ mình hành bất thiện thì nó sẽ cho những quả bất thiện, như là tâm quả quan sát và xả quả bất thiện vô nhân. Nếu mình hành những cái phi pháp hành, nó sẽ cho chúng ta thì quả tục sinh là tâm quả, tâm quan sát và xả quả bất thiện vô nhân, tục sinh làm thú, làm rắn, làm bò, làm trâu, làm ngạ quỷ, súc sanh, atula, vân vân. Thì chính vì do cái phi pháp hành nó làm duyên cho tâm quả quan sát và xả quả bất thiện nhân phát sanh để tái sanh trong tương lai, trong cái đời sống kế tiếp, và chúng ta sẽ sanh vào những cái loại khổ đau, những chúng sanh khổ. Nếu mà là phúc hành thì nó sẽ cho những cái tâm quả được sinh là thuộc về thiện. Nếu mà tâm quan sát thọ xả quả thiện vô nhân thì sanh làm người lạc vô nhân. Nếu mà cho làm một việc thiện mà nó cho đầy đủ tâm tư thì cho tâm quả thiện dục giới hữu nhân, những cái tâm quả thiện thọ hỷ hợp trí vô trợ vân vân, thì tám tâm quả thiện dục giới hữu nhân này được gọi là thức tái sanh. Còn nếu mà tâm quả thiện sắc giới thì do những cái mình hành về phúc hành, tức là những cái thiền, những cái tâm thiền về sắc giới, sơ thiền nhị thiền tam thiền tứ thiền ngũ thiền, thì nó sẽ cho năm tâm quả thiện sắc giới để tục sinh làm phạm thiên sắc giới. Rồi nếu mà chúng ta hành về bất động hành, tức là bốn tâm thiện vô sắc giới, thì nó sẽ cho ra bốn tâm quả thiện vô sắc giới tái sanh trong cái cảnh giới của những vị đại phạm thiên vô sắc. Thì như vậy chính vì do hành, tức là do những cái sự mà tạo tác
về phi phúc hành, về phúc hành và bất lập hành nãy đó, thì nó làm duyên, nó tác động, nó làm duyên cho ra cái thức tái sanh trong một đời sống mới. À, thí dụ giờ mình đang sống đây thì mình hành, mình làm thiện, làm ác đủ thứ. Nếu giờ bất làm chung trước giờ mình tử, cái tâm tâm bất thiện mình sanh lên thì mình tử cho tái sanh, thì lúc đó tâm quả quan sát ta bất thiện nó sẽ sanh, nó cho mình tái sanh làm những chúng sanh đau khổ. Còn nếu mà tâm giờ phút lâm chung mình có cái tâm thiện khởi lên thì nó sẽ cho tục sinh vào những cảnh giới thiện tốt lành đẹp bằng tâm quả thiện, à, dục giới hữu nhân. Còn nếu mà mình có sự tu thiền, mình chứng đắc được thiền sơ nhị tam tứ thiền thì khi chết chúng ta sẽ sanh về cõi phạm thiên, à, sắc giới bằng những cái tâm quả thiện sắc giới. Còn nếu mình đắc được thiền không vô biên xứ vô sắc rồi đó, là không vô biên thức vô biên vô sở hữu phi tưởng phi tưởng, thì nó sẽ cho ra chúng ta sẽ tái sanh bằng cái tâm quả thiện vô sắc trong kiếp sống kế tới, kế tiếp làm vị đại phạm thiên vô sắc. À, thì như vậy đó lại hành duyên thức, và đây phải hiểu là thức tái sanh, à, thì nó có 19 cái tâm quả làm việc tục sinh do chính cái hành nó làm duyên cho. Thì như vậy vô minh duyên hành là thuộc về quá khứ, rồi bắt đầu từ hành duyên cho thức, bắt đầu từ trong là đời sống hiện tại, à, nó sẽ cho trong cái thời hiện tại. À, thì như vậy trong cái thời hiện tại chúng ta như thế nào thì chúng ta sẽ biết là trong quá khứ mình đã hành những cái gì. Rồi thì như vậy là quý vị là có được cái hành duyên cho thức, tức là thức đây là nói về 19 tâm quả làm việc tục sinh, tức là thức tái tục có tí sanh thiết, à, quỳnh nhanh á vì nắm thơ mà. Alo alo tạm tạm ok rồi tạm tạm thôi. Rồi tiếp theo số 4, quỳnh nhà nó bách giá nà má rù băng, thức duyên cho danh sắc, thức duyên cho danh sắc. À, má rù băng danh sắc, à, thức duyên cho danh sắc, thì từ cái thức tục sanh đó là khi mình vô minh nhân hành, hành nó là duyên cho cái thức tục sanh, tức là có những cái tâm quả làm việc tục sinh đó, thì có do có những cái tâm quả làm việc tục sinh đó nó duyên cho danh sắc, tức là có được cái danh và sắc, à, là chúng ta có thân và tâm, thì chính vì do có cái thức nó mới duyên cho danh sắc. Thì danh sắc đây là gì, mình ghi xuống là danh hai chấm là tứ danh quẩn, danh hai chấm tứ danh quẩn. Tứ danh quẩn quý vị biết là gì không? Thọ tưởng hành thức, tức là tứ danh quẩn, à, do chính vì do thức là duyên ra danh, là có được thọ tưởng hành thức, tức là có được bốn cái danh quẩn. Rồi hiểu không, tức là do có cái thức nó làm duyên cho thọ tưởng hành thức nó sanh ra, thì được gọi là thức duyên cho danh trước ha. Rồi sắc, sắc hai chấm là sắc nghiệp tục sinh, sắc nghiệp tục sinh. Rồi đó, tức là khi mà do thức nó làm duyên, nó cho ra được mình có được cái tâm là danh, là danh là gồm có thọ tưởng hành thức, tức là tứ danh quẩn, và sắc là sắc pháp, là cái thân của mình đó, là sắc, là thì sắc này đầu tiên á, lúc chúng ta khởi sanh đầu tiên chút xíu rồi, thì lúc đó chúng ta có được cái sắc được gọi là sắc nghiệp tục sinh, à, thì khi mình tục sinh ra cái sắc na đầu tiên, cái giờ khắc đầu tiên, tức tắc đầu tiên đó, thì chúng ta sẽ có được hai thành phần này, danh và sắc. Đây là nói về ngũ uẩn nha, tức là mình nói về con người mình đi ngũ uẩn dễ hiểu, mình có học cao cao lên nữa thì chúng ta học sâu vô, à, về cõi vô sắc, cõi vô tưởng vân vân, thì nó có những sự khác biệt chút xíu, giờ mình học chung thôi. Rồi, tức là danh là tứ danh quẩn, sắc tức là sắc do nghiệp, à, được tục sinh trở lại đi theo cái này, thì nó có ba bọn, à, xuống dòng mình ghi có ba bọn hai chấm.
Mọn sắc thần kinh thân. Mọn sắc thần kinh thân. Hai, mọn sắc tính. Ba, mọn sắc ý vật. À, tức là khi chúng ta tục sinh trở lại đó thì chúng ta có được tứ danh quẩn là một, rồi về sắc thì chúng ta có sắc quẩn, tức là gồm có ba cái bọn, tức là sắc thần kinh thân. Tức là khi mình tục sinh đó đầu tiên thì cái sắc pháp mình nó có chút xíu, giống như người ta lấy một cái cọng tóc nhúng vô dầu còn dính chút xíu cái đầu đó, thì cái sắc thần kinh lúc đó thì nó có được cái sắc thần kinh, và sắc thần kinh gồm những cái sắc đồng sanh chung, nó thể nó tác động ra thì mình chỉ biết là đó là nguyên một bọn, nó là bọn sắc thần kinh thân, là nó mới lúc đầu nó chỉ có thân thôi, nó chỉ có cục thịt đi thôi, cục thịt với cục giọt máu nha, giọt máu nhỏ xíu thôi. Thì trong trong đó nó đã có thần kinh thân, à, nó chưa tai mũi lưỡi vậy đó, nó chỉ có thân thôi, thì lúc đó là có sắc thần kinh thân, vậy lắm được không? À, bởi vì lúc đó nó gọi là khởi sơ sơ khai mà, nó mới tinh ra ha, mới mình mới có chút xíu như giống như giọt giọt máu ra chút xíu ha. Thì lúc đó nó có bọn sắc thần kinh thân nó xuất hiện. Rồi cái thứ hai là bọn sắc tính. Thì trong cái sắc pháp mình được sanh ra như vậy, nó trong đó nó có tính nam và tính nữ có sẵn rồi, là mình sanh ra là nam hay là nữ là nó đã ngay cái tích tắc giờ phút đầu tiên là nó đã có. À, thì như vậy lúc đó cái bọn sắc tính nó đã xuất hiện. Thì bây giờ thì mình phải để tới mấy tháng sau mình rọi mình soi mới biết được đứa bé trong bụng là nam hay nữ, nhưng mà thật sự nó đã có từ cái giờ khắc đầu tiên, biết là nam nó đã là nam ngay trong lúc đó, à, nữ là nó ngay lúc đó rồi, à, nó trong cái tích tắc từ cái thức duyên danh sắc rồi. À, rồi thứ ba là bọn sắc ý vật, tức là cái sắc mà để cho tâm nó lương, tức là bởi vì có danh quẩn, tức là có tứ danh quẩn, thì cái sắc pháp nó phải có cái sắc ý vật để cho cái danh quẩn nó được, thì nó được gọi là bọn sắc ý vật. Thì như vậy trong cái thức duyên danh sắc, chúng ta có được hai thành phần là danh là tứ danh quẩn, và sắc là có bọn sắc thần kinh thân, bọn sắc tính, nam tính hoặc là nữ tính, và bọn sắc ý vật, rồi cái sắc để cho tâm lương. À, quý vị nắm được này chưa? Alo. Nắm được ha, dễ mà, đâu có gì đâu khó ha. Rồi, thích duyên sắc và danh sắc mới duyên cho lục nhập. Năm, na ma ru ba đắc cha ya sa la ya ta na, danh sắc duyên cho lục nhập. Danh sắc duyên lục nhập, rồi. Ông ghi rồi, ở đây danh sách diệu nhập rồi. Bây giờ xuống mình ghi lại cái này. Rồi, xa là giá tân á, lục nhập, hay là gọi là sáu xứ, hay lục nhập ha. À, sáu xứ, thì chúng ta có một là nhãn nhập, là thần kinh nhãn. Hai là nhĩ nhập, thần kinh nhĩ. Nhãn nhập số 2 là nhĩ nhập, thần kinh nhĩ. 3 tỷ nhập, thần kinh tỷ. 4 là thiệt nhập, thần kinh thiệt. 5 là thân nhập, thần kinh thân. 5 cái trước ha. Tỷ thiệt, thiệt nhập, rồi thân nhập,
nhập thần tâm, 6 ý nhập, 2 chấm, 32 tâm quả hiệp thế, ý nhập 32 tâm quả hiệp thế. Tâm quả hiệp thế mở ngoặc, tâm quả hiệp thế là gồm những tâm gì? Mở ngoặc 15 tâm quả vô nhân cộng 8 tâm quả dục giới hữu nhân cộng 5 tâm quả sắc giới cộng 4 tâm quả vô sắc giới, tức là những cái nào thuộc về tâm quả, thuộc về hiệp thế, tức là bỏ siêu thế ra, lấy từ hiệp thế đó lại thì những tâm quả thì được gọi là ý nhập. Thì gồm có 32 tâm quả hiệp thế, 15 tâm quả vô nhân, 8 tâm quả dục giới hữu nhân, 5 tâm quả sắc giới, 4 tâm quả vô sắc giới. Rồi, đó tức là do danh sắc duyên cho lục nhập, tức là duyên do từ khi mình có được cái danh sắc nãy mình học rồi đó, là có cái tứ quẩn và những ba bọn sắc thần kinh thân sắc tính cái vật á, do từ sắc này từ từ nó phát sanh, nó lớn nó dần lên thì nó sẽ duyên ra, nó phát sanh ra sáu nhập, tức là sáu cái xứ, sáu cái nhập và phát sanh ra thần kinh nhãn, lúc đó là bắt đầu có thần kinh nhãn xuất hiện, thần kinh nhĩ xuất hiện, thần kinh tỷ là lỗ mũi á, thần kinh tỷ là nằm trong lỗ mũi xuất hiện, thần kinh thiệt thuộc về lưỡi, thân nhập là thần kinh thân trải dài khắp thân ha. Thì năm cái hệ thần kinh này bắt đầu nó xuất hiện nè, sau dài tuần lễ khi mình cấn có em bé có khởi đầu đó thì bắt đầu từ từ phá dài tuần lễ sau nó phát sinh ra có thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ, thần kinh tỷ, thần kinh thiệt, thần, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân bắt đầu xuất hiện ha. Là mới đầu xuất hiện ra năm cái núm rồi nó ló lần ra cái đầu đó, rồi bắt đầu mắt là xuất hiện, mũi xuất hiện, bắt đầu hệ thần kinh nó xuất hiện, thì từ đó do duyên từ danh sắc nó duyên ra cho có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, thì nó có phát sanh đầy đủ danh và sắc, phát sanh đầy đủ, nó có những cái bắt đầu có hình tướng rõ ràng, có những hệ thần kinh nó phát sanh đầy đủ, thì chúng ta sẽ hiểu được do tại sao duy danh chắc mà nó duyên lục nhập nó là như vậy. Đây chúng ta học sơ lược trước cho ta, và từ mai mốt với cái thời điểm mà mình học chính thức cho bài này là mình sẽ đào sâu vô. Rồi đó là danh sắc duyên cho lục nhập là số 5. Bây giờ tới số 6, lục nhập duyên xúc. Xá lục nhập duyên xúc, xà lấy giáp tana bắt cho già phát xá lục nhập duyên xúc. Rồi phát xá xúc có sáu nhãn xúc, hai xá xúc có sáu, một nhãn xúc tâm sở xúc đồng sanh trong cặp nhãn thức, nhãn xúc hai chấm, tâm sở xúc đồng sanh trong cặp nhãn thức. Rồi số 2 nhĩ xúc hai chấm, tâm sở xúc đồng sanh trong cặp nhĩ thức, xuất đồng sanh trong cặp nhĩ thức. Số 3 tỷ xúc hai chấm, tâm sở xúc đồng sanh trong cặp tỷ thức. Số 4
thiệt xúc, tức là tâm sở xúc, đồng sanh trong cặp thiệt thức. Tâm sở xúc đồng sanh trong cặp thiệt thức. Rồi số 5, thân xúc, tâm sở xúc đồng sanh trong cặp thân thức. Rồi số 6 là ý xúc, hai chấm, tâm sở xúc đồng sanh trong 22 tâm quả hiệp thế. Ý xúc và tâm sở xúc đồng sanh trong 22 tâm quả hiệp thế, trừ cặp ngũ song thức, mở ngoặc trừ cặp ngũ song thức. Đồng sanh trong 22 tâm quả hiệp thế. Đấy, trừ cặp ngũ song thức. Rồi ha. Thì bây giờ chính vì do lục nhập, tức là do nhãn nhập, nhĩ nhập, tỷ nhập, thiệt nhập, thân nhập, ý nhập lên á, mình họ vừa học xong á, thì do chính cái lục nhập này nó làm duyên cho xúc, tức là duyên cho cái sự tiếp xúc, sự xúc chạm. Tức là khi mà có lục nhập, có thần kinh nhãn thì nó làm cho sanh xúc chạm cảnh này kia, thì nó làm cho nhãn xúc sanh khởi. Thì nhãn xúc đây tức là tâm sở xúc bắt đầu nó sanh trong cái cặp nhãn thức, tức là một trong hai cái nhãn thức, nhãn thức thọ xả quả bất thiện của nhân, hay là nhãn thức thọ xả quả thiện của nhân. Thì như vậy đó là một cặp nhãn thức. Thì khi mà nhãn xúc, khi mà tâm sở xúc nó sanh trong cái nhãn thức ấy, thức là cái tâm nhãn thức á, thì được gọi là nhãn xúc. Chính vì do có lục nhập, và tức là có nhãn nhập thì có nhãn xúc, xúc có sanh, hải xúc có sanh, thì nhãn xúc có, thì nhĩ xúc có, nhĩ xúc có, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc và ý xúc có đầy đủ. Trong ý này thì là 22 tâm quả hiệp thế, trừ cái ngũ song thức, để ngũ thức mình mới có ở trên đây, nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức là có rồi, không tính. Mình trừ ra thì còn lại 22 tâm quả hiệp thế thuộc về ý xúc. Như vậy chúng ta sẽ có 6 xúc: nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc, ý xúc, là từ cái nó phối hợp theo từng cặp của nó: nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và 22 tâm quả. Rồi quý vị nắm được chưa? Nắm cái điều gì chưa? Alo. Alo, em rủ đây. Thắng lời ha. Rồi tiếp theo, xúc duyên thọ, phát sanh bách cho già quê đó nè, xúc duyên thọ. Cái này cứ học sơ lược cái đi rồi tự biết. Xúc duyên thọ ốm vô cái bài chính thức trở lại đó thì mình sẽ học kỹ lưỡng hơn. Xúc duyên thọ. Ăn là quê đó nè, câu số 6 gì? Lục duyên xúc hả? Thì do có lục nhập, tức là có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Là do có lúc mà mình, lúc mà sanh ra có được 6 cái đó đó, 6 cái thần kinh nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân và ý nhập á, do có 6 đó đó. Thì nó duyên cái xúc, tức là có sự, do có đó thì nó xúc chạm cảnh, nó chạm cảnh. Ví dụ như lúc đó có thần kinh nhãn thì thần kinh nhãn nó tiếp xúc với cảnh sắc, nó làm cho cái nhãn thức sanh khởi. Thì như vậy là lúc đó cái tâm sở xúc nó sanh trong cái cặp nhãn thức, thì gọi là nhãn xúc. Thì đó là do có lục nhập duyên cho xúc, tức là nhãn xúc, nhĩ xúc là
tam thanh là duyên cho tâm nhĩ thức sanh, tỷ xúc là duyên cái mùi nó vô xúc chạm trong cái thần kinh tỷ, tâm sẽ có sanh khởi trong cái tâm tỷ thức được gọi là tỷ xúc. Thiệt xúc là trong cái lưỡi mình ăn cái vị ngọt vô thì nó phát sanh cái sự xúc chạm đó, thì cái tâm thiệt thức nó sanh khởi thì có thiệt xúc. Thân xúc thì ta cái thân mình nó xúc chạm cảnh, nó xúc chạm vật này vật kia thì nó phát sanh cái tâm thân thức, trong đó có tâm sở xúc đó thì được gọi là thân xúc. Và ý xúc là bên nội phần, là bên trong tâm của mình nó có sự xúc chạm bên trong nội phần của mình, là bên trong cái tâm tâm mình đang cảnh nội phần á, thì nó có 22 tâm quả hiện thế trừ cái cặp ngũ song thức này ra. Như vậy là chúng ta có do có lục nhập nó duyên sự xúc chạm, tức là do có con mắt mới có sự xúc chạm cảnh sắc, do nói đơn giản dễ hiểu, do có con mắt nó xúc chạm cảnh sắc thì được phát sanh nhãn thức, thì lúc đó thì chúng ta có được gọi là nhãn xúc. Được chưa? Thế là hãy có con mắt là tiếp xúc cảnh sắc thì có sanh xúc, do có thần kinh nó tiếp sanh xúc, xúc nó sanh là nhãn thức, tức là có căn cảnh và thức thì nó phát sanh là cái sự xúc chạm. Giống như mình có sự nhìn thấy cái này, hoặc là mình đụng tay vô cái vật gì đó thì nó là do có sự xúc chạm giữa thân mình với cái vật thì nó phát sanh là thân thức, thì lúc đó cái được gọi là thân xúc, bởi vì có tâm sở xúc nó đồng sanh chung trong đó thì được gọi là thân xúc. Thì như vậy sáu xúc có mặt do bởi là có sáu nhập. Không được ha, dễ mà nó bây giờ khó để ý xíu được rồi. Rồi xúc thì duyên cho thọ, ý xúc thì ý xúc là những cái tâm quả là trong cái tâm sở xúc nó đồng sanh trong những cái tâm quả như thế, những cái tâm quả lúc mà mình tục sinh ra lại đó thì nó có những cái tâm quả như thế nó sanh, nó làm hữu kiếp trong đó thì nó có những cái tâm sở xúc đồng sanh trong đó, nhưng mà trừ ngũ sanh thức ra, trừ ngũ sanh thức ra thì lúc ta có cái được gọi là ý xúc, là tâm sở xúc hợp trong 22 tâm quả hiệp thế. Thì mình tính ra 22 tâm quả hiệp thế là gì? 5 tâm quả sắc giới, 4 tâm quả vô sắc, 8 tâm quả dục giới hữu nhân, và 15 tâm quả vô nhân trừ cái kia ra, thì nó vậy đó. Đúng chưa? Giờ học đại khái thôi, bữa nay là mình học để mình nắm sơ lược ý này ha, mai mốt còn mổ xẻ vô nữa. Bài này khó lắm, bài này học lâu lắm, bài này học chắc cũng phải mấy tháng mới nắm được chút. Giờ cái giới thiệu mà hôm nay mình đó. Rồi, đó là xúc, thấy chưa? Bây giờ xúc có duyên cho thọ cũng vậy với ợt ha, do chuyện xúc chạm thì nó phát sanh thọ thôi, có xúc thì có thọ, đúng chưa? Và phát xá bách cho giám quê đó nè, xúc duyên cho thọ. Thọ cũng có sáu, xúc có sáu thì thọ cũng có sáu. Rồi xuống dòng, thọ có sáu. Nhãn thọ là tâm sở thọ, họ trong cảm thức là nhãn thọ. Thọt nhãn thọ, tâm sở thọ hợp trong cặp nhãn thức. Rồi, hai nhĩ thọ đó, mình khỏi ghi cũng được là mình biết ha, tâm sở thọ hợp trong cặp nhĩ thức là như nãy, giống như cái trên nha, không có gì khác ha. Hai là nhĩ thọ, nó chỉ đổi xúc và thọ thôi. Hai nhĩ thọ, ba tỷ thọ, bốn thiệt thọ, năm thân thọ, sáu ý thọ. Nó giống như cái kia hết, giống như cái xúc, nhưng mà này thế bằng thọ thôi. Ý thọ, tỷ thọ, thiệt thọ, thân thọ, ý thọ. Ý thọ cũng giống vậy, cũng là tâm sở thọ hợp với 22 tâm quả như thế.
6 ý thọ. Tâm sở thọ hợp trong 22 tâm quả hiệp thế. Rồi, đó là xúc nó duyên cho thọ, đó là do 6 xúc duyên cho 6 thọ. Để xúc có mặt thì thọ có mặt. À, mình dễ hiểu ha, không phải vậy. Rồi bắt đầu tiếp theo số 8 là thọ duyên cho ái, quê đó là bách cho gia tình ha, thọ duyên cho ái. Duyên ái rồi tình ha là ái à. À, ấy hai chấm là tâm sở tham, bây giờ ha, tâm sở tham ấy, tâm sở tham đúng rồi, tức là do gì có cái xúc xúc cái duyên cho thọ. Rồi từ cái thọ nó duyên cho cái sự ái nhiễm, thích rồi, rồi những cái cảm thọ đó à, qua cái nhãn thọ, nhĩ thọ, tỷ thọ, thiệt thọ, thân thọ, ý thọ đó, thì nó làm duyên cho cái sự ái thích và dính mắc vào những cái đó à, rồi như vậy thọ nó duyên cho ái, tức là tâm sở tham. Rồi xuống dòng liên hệ cảnh có 6 hai chấm, liên hệ cảnh 6. Sắc ái, thinh ái, khí ái, vị ái, xúc ái, pháp ái. Sắc ái, thinh ái, khí ái, vị ái, xúc ái, pháp ái. Xúc ái, pháp ái, thiếu cái này, sáu ái, sáu cảnh là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp ha. Sắc ái, thinh ái, khí ái, vị ái, xúc ái, pháp ái. Rồi, đó tức là do liên hệ đến sáu cảnh, tức là cái ái này, ái về cảnh sắc, ái về cảnh thinh, ái về cảnh khí, ái về cảnh vị, ái về cảnh xúc và ái về những cảnh pháp à, thì như vậy chúng ta có liên hệ đến sáu cảnh thì nó có được sáu ái. Rồi liên hệ tri kiến có 3, liên hệ tri kiến có 3, liên hệ tri kiến và dục ái, hữu ái và phi hữu ái. Dục ái, hữu ái và phi hữu ái.
tức là về cái tri kiến, về cái sự mà tri kiến của mình đó, nó có liên hệ tới ba là ái, bị chấp dính vào những cảnh dục, ái vào những cảnh dục là sắc thinh khí vị xúc pháp cảnh dục, mình dính mắc vào cái ái dục, hoặc là ái hữu tức là chấp vào thường kiến, dính mắc vào cái thường kiến là được sống sanh vào một nơi an vui trường cửu, hoặc là vô sanh bất tử nữa, thấy không, mình ái vào đó thì là hữu ái, hoặc là phi hữu ái tức là chết là hết, tức là mình ái vào những cái đời sống như vậy mà không có sự tái sanh tương lai, cái là mình khoái, cái là mình ái dính mắc vào những cái tư đó. Thì vậy do cái liên hệ tới tri kiến, dục ái, hữu ái và phi hữu ái, chúng ta có ba cái nữa. Bây giờ cuối cùng chúng ta ghi do vậy ái có được là hai chấm. Do vậy ái có được là sáu ái nhân cho ba bằng 18 ái. Sáu ái nhân cho ba bằng 18 ái, tức là sáu ái là sắc thinh khí vị xúc pháp ái đó, sáu ái nhân cho ba là ba tri kiến này là bằng 18 ái. Rồi 18 ái nhân cho hai, 18 ái nhân cho hai mở ngoặc nội phần và ngoại phần bằng 36 ái. 18 ái nhân cho 2 mở ngoặc nội phần và ngoại phần bằng 38, 36 ái. À, tức là ái nó do 18 ái này mà nhân cho 2, tức là nhân cho bên nội phần là bên trong người mình và ngoại phần là phía bên ngoài. Thì như vậy chúng ta có được 36 ái. Rồi 36 ái nhân cho 3 là quá khứ, hiện tại, vị lai, tức là ba thời đó. Ái trong thời quá khứ, ái thời hiện tại, ái thời vị lai là ba mấy nhân cho ba thì bằng 108 ái. Giờ bắt đầu hơi bắt đầu tới giờ phải không ta, thì mình lên mình ngưng đây được không, thì sao nói thêm chút xíu nha, tới đây đây trễ rồi, lên trao đổi chút xíu đi. Nay là mình giới thiệu về cái thập nhị nhân duyên núi ha, mới học có cái sơ lược thôi đó, chỉ giới thiệu thôi đó, giới thiệu thập nhị nhân duyên thôi đó, mà giờ học tới ái rồi thấy đã rồi ha, mình biết được là như thế nào ha. Rồi bây giờ quá giờ rồi, dạ bây giờ hôm nay là chúng ta biết là có cái vấn đề mà mời Quý Như lên trao đổi trước ha, xin mời Quý Như. Nam mô Bích Thai Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Dạ con xin một lần nữa kính cẩn đảnh lễ sư Thanh Tâm, con xin kính đảnh lễ sư Nguyên Thông, và con xin kính chào toàn thể đạo tràng, và con xin kính chào thầy Kinh một lần nữa. Dạ hôm nay sáng sớm thì Nguyên Như mới mở cái phone lên đó, thì được Châu Nguyễn nhắn tin là sư trưởng giác chánh đã pass away, ngài đã viên tịch vào 5:45 sáng. Rồi sau đó là Nguyên Như thấy thầy Kinh cũng có đăng lên. Nguyên Như được biết là cái pháp hiệu của thầy Kinh Miranda là hồi xưa đã được sư trưởng tặng cho thầy, phải không thầy? Tụi con nghe thầy giảng như vậy mà bây giờ thì cái chuyện nó quá buồn xảy ra. Nguyên Như xin thầy có vài câu để lên nói đạo tràng. Dạ con xin nhân mic lại cho thầy ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Tham Ma Giác, Nam mô Sa Di Đà. Kính thưa quý vị, cũng là có những cái mà cũng thấy khá lạ, bởi vì sáng nay chúng tôi khoảng 5:40 mấy sáng tự nhiên giật mình thấy con người nó khó chịu lắm, tự nhiên giật mình thức dậy. Đi ra cái mở phone lên coi thì nhận được cái tin là sư trưởng mới về đúng lúc, đúng ngay lúc sư trưởng mất, 5:45 chiều
thì bên Mỹ là 5:45 sáng, thì khi nhận được cái tin như vậy là chúng ta thấy là cũng có một cái gì đó, không biết sư trưởng có nhắc nhở gì không, cố gắng lo tu học. Thì giật mình thức dậy thì biết được sư trưởng đã ra đi. Chúng tôi thì ngày xưa khoảng thập niên 80 thì cũng đã gặp sư trưởng, lúc mà sư trưởng còn ở Việt Nam, sư ở chùa Thiền Quang 2, thì chúng tôi cũng có thường lên gặp sư và sư cũng có giảng dạy về ví dụ pháp cho nghe, sư giảng về pháp tụ sông đối vân vân, sư có trình bày những cái đó cho mình ngồi mình nghe sư giảng. Thì sau đó lên chùa Bổ Đức thăm sư rồi cũng có những sự trao đổi với sư, cũng thời gian rồi chúng tôi đi Mỹ. Thì khi qua Mỹ này thì một con lúc thì cái room bắt đầu phá thoát này, lúc là bắt đầu đầu tiên là phát sinh là mở ra là chưa có nhiều người đâu, lúc đó cũng một số vị thôi, thì room diệu pháp rồi room gì đó pháp cú gì đó bắt đầu thành lập mở ra, thì lúc đó rất là vui. Thì khi mà mở ra như vậy thì nó sư trưởng là coi như mà người đi đầu, chúng tôi vô gặp được sư trưởng rất là hoan hỷ. Thì tình cờ sư trưởng có những buổi mà cho lên vấn đạo đó, thì chúng tôi lên hỏi, đặt câu hỏi với sư trưởng, thì sư trưởng nghe, sư trưởng đặt câu hỏi trúng ý ổng, ổng hoan hỷ quá, ổng hoan hỷ thì ổng mới nhắn tin qua ổng nói chuyện, hai thầy trò nói chuyện, ổng nói giờ ổng sẽ đặt cho tên, đặt cho gọi là King Milinda. Sư trưởng sẽ lấy pháp danh là nickname là Nagarjuna để mà lên vấn đạo. Thì từ đó cái nickname mà King Milinda chúng tôi được sư trưởng cho như vậy, thì do cái duyên đó thì hai thầy trò bắt đầu lên vấn đạo, chúng tôi làm King Milinda dẫn sư trưởng là Nagarjuna. Thì lúc đó rất là vui, cái thưa những cái kỷ niệm nó rất là vui. Như sư trưởng lên room rồi vô room chúng tôi lên vấn đạo, nhưng mà hỏi giờ kính bạch sư trưởng vào room bằng cái gì? Cũng giống như trong kinh Vinda, ông vua hỏi ông vua đến thì bằng cái gì đó, thì nó đi vấn đạo mà dựa theo kinh Vinda rồi vấn đạo sư, rồi sau đó có những buổi vấn đạo theo phong cách của ví dụ pháp về bộ sông đói này kia, thì cũng rất là hoan hỷ. Thời gian đó chúng tôi cũng học được rất nhiều ở nơi sư trưởng, những cái chi pháp, những cái cách mà giảng pháp này kia của sư rất là tuyệt vời. Nhờ như vậy mà cố gắng học, nhờ hứng khởi rồi nghiên cứu học hỏi thì phát triển được cái trình độ về cái Abhidhamm này, cũng tất cả đều do sư trưởng được. Lên mình học học không, mặc dù không học tiếp trên trường lớp của sư trưởng, nhưng mà qua lên online vấn đạo rồi sư chỉ dẫn rồi kia đó, thì chúng tôi học được rất nhiều ở nơi sư trưởng. Dạ, thì hôm nay thì nghe tin sư trưởng ra đi cũng rất là buồn, rất là thấy cũng rất là xót, bởi vì ngài là một vị kính thưa vị sư trưởng có hay cái chỗ là rất là sư trưởng rất là dễ gần. Sư trưởng, chúng ta gặp sư trưởng mới đầu mình nghe nói sư Giác Chánh là kia là sợ lắm, ai đó, thấy chắc ổng khó lắm, sư Giác Chánh mình thấy nghĩ chắc sư khó lắm. Sợ gặp ổng sợ, nhưng mà thực sự khi mà gặp nói chuyện sư thấy sư vui lắm, sư rất là hòa mình, sư rất là vui vẻ nói chuyện, và không có phải là nghĩ là mình cao tăng được mình cái này kia đó. Sư rất là hòa mình nói chuyện với Phật tử hay gì đó, sư rất là vui vẻ, thắc mắc cái gì hỏi sư giải thích một cách tường tận, chứ không phải như là khó khăn hay là gì kia nọ. Sư rất là tuyệt vời do đó, rất là hòa mình, rất là thương yêu những Phật tử. Đó là những cái vấn đề mà chúng tôi đã có những kỷ niệm với sư trưởng rất là nhiều. Thì và cái vấn đề hôm nay thì chúng tôi cũng nguyện cầu mong tất cả những cái phước báo gì mình đã làm được, nguyện cầu hồi hướng đến cho sư trưởng, cầu mong sư luôn được sanh về đại giang cảnh và thành tựu được những cái pháp nguyện của mình. Đó là để chúng tôi muốn tối hôm nay. Xin mời quý vị có ai muốn đóng góp gì xin mời lên. Dạ, Nam Mô Phật Thầy. Nam mô Bụt Thầy.
Dạ con thấy bây giờ thời gian cũng trễ rồi, bạch thưa thầy. Dạ con xin mời sư Minh Thông, sư có thể thay mặt chư tăng để chúc phúc cho đạo tràng của chúng con buổi tối hôm nay, bạch sư. Dạ sa thú thầy kinh ạ. Vavatu sapa mangalang ratkang tu sapa devata sapa bhuta nufave nasada soti pavang tu te vavatu sapa mangalang ratkang tu sapa devata sapa thamma nufave nasada soti pavang tu te vavatu sapa mangalang ratkang tu sapa devata sapa sangha nufave nasada soti và vâng tu tê tất cả phước báo hằng có đến người cầu xin chư thiên hộ trì cho người do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thánh lợi thường thường đến người cầu xin cho quả của tâm tính thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thú, sa thú, sa thú. Dạ con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân thầy Kim Milanda hôm nay đã dạy cho chú con bài học khó lắm thầy, nó khô queo à. Con ráng ngồi con nghe nhưng mà giống như là nó thấy nó có từng cục gì chứ nó không có dính lũy nhau. Chắc lần đầu tiên nghe như vậy, nhưng mà tụi con nghĩ chắc thầy làm cái nền rồi kỳ sau á, là mình đi vô trong sâu như nó ướt át chút xíu thầy, nãy giờ khô quá khó hiểu quá thầy ơi. Dạ con xin kính tri ân sư Nguyên Thông đã chúc phúc cho đạo tràng của chúng con buổi tối hôm nay, và cũng nguyện cầu những cái phước báo tu tập của chúng con ngày hôm nay xin hồi hướng phước báo đến cho sư trưởng giác chánh để ngài có thể đi đến nơi mà tất cả Phật tử chúng ta ai cũng cầu mong, là đến cảnh giới tốt đẹp nhất ạ. Và bây giờ thời gian cũng vừa phải lẽ, Nguyên Như xin kính mời chư vị cùng với Nguyên Như lắng lòng thanh tịnh để hồi hướng phước báo của mình đến chư thiên ạ. Dạ đề qua ta sanh ti vi ha ra qua si ni thủ bê kha rê bô thi kha rê ta hình ta hình ta tham ma đa ni na pha văn tu bù chi ta so thình ca ron tê tha vi ha ra măng đa lê thế ra cha mắn cha na wa ca cha phân ca vô sa ra mi ca đa na pa ti u pa sa ca ga ma cha de sa ni ga ma cha e sa ra sắp ba na phu ta su khi ta phân tu tê cha la bu cha ye bi cha an da sam pha wa sam se da cha ta tha wo pa pa ti ka ni ya ni kang tham ma wa rang pa tin cha te sam be bi dung kha sa ka ron tu sang kha yang tha tu chi rang sa tang tham mo tham man tha ra cha pung ga la sang kho ho tu sa mang go wa an tha ya cha hi ta ya cha am he rang kha tu san tham mo sam be bi tham ma cha ri no gu thân sam ba bu ni ya ma tham ma ri yam ba we đệ tê y đăng nô nhã ti năng ô tu tu su ca yo y đằng nô nha ti năng hô tu su khi ta hoàn tu nha ta yo y đằng nô nha ti năng hô tu su khi ta hoàn tu nha ta yo y đằng quá tâm mê buồn nhằn à sa quắc khá già quá hằng hồ tu á na ga tề
Ca Lê. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hội hướng đến thân bằng quyến thuộc đã qua vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự yên vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm, ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nguyên Như xin hẹn chư vị Phật tử trở lại trong Nguyên Như Kỳ Viên vào buổi tối thứ hai cũng là sáng thứ ba ở bên Việt Nam. Chúng ta sẽ lại được học ngạ quỷ sự với Sư Pháp Thanh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nguyên Như xin trân trọng kính chào toàn thể chư vị ạ.